chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ nay đến ngày mai, thời tiết Bắc Bộ diễn biến khá tốt. Hầu hết chỉ có mưa ở một vài nơi với lượng nhỏ không đáng kể vào sáng sớm và chiều tối. Sau đó, một đợt không khí lạnh mới sẽ được tăng cường trở lại xuống khu vực Bắc Bộ. Do không khí lạnh tăng cường nên khả năng Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác trong khoảng 48 đến 72 giờ tới. Tuy nhiên, mưa dông cũng chỉ xảy ra trong vài giờ rồi tạnh ráo. Nhiệt độ trong 3 ngày sắp tới có xu hướng giảm dần. Ban đêm và sáng sớm, trời chuyển lạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các sông ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện lũ nhỏ, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Sang ngày 15 và ngày 16 tháng 10, thời tiết chuyển tốt dần lên, chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ và lũ trên các hệ thống sông ở đây cũng giảm dần. Đồng thời, xuôi vào đến Bình Thuận thì thời tiết cũng giảm mưa nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời và du lịch diễn ra trên khu vực này. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, mưa lại có xu hướng tăng lên diện rải rác với một vài nơi có mưa vừa mưa to, cho nên sẽ gây nhiều bất lợi cho các hoạt động du lịch của quý vị trong những ngày tới. Trên vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, do chịu tác động của rìa phía nam không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, cho nên thời tiết chủ yếu là có mưa ở một vài nơi vào lúc chiều tối. Mưa nhỏ và không kéo dài, nên hầu như không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên, mưa cũng sẽ làm đường xá ẩm ướt và trơn trượt, cho nên du khách vẫn nên cẩn trọng khi lưu thông qua các cung đường đèo. Về đêm và sáng tiết trời sẽ trở lạnh, vì thế quý vị cũng đừng quên mang theo áo ấm và khăn choàng khi tới đây. Nhất là với điểm đến Đà Lạt, dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm tại đây có thể đạt mức 13 đến 14 độ. Đồng thời cũng do những nhiễu động gió đông trên cao cho nên thời tiết tại khu vực Nam Bộ có xu hướng chuyển xấu. Những ngày tới mưa dông có xu hướng tăng lên diện rải rác, chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm. Một vài nơi có mưa vừa mưa to. Mặc dù vậy, mưa dông vào mùa này đa phần diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Ban ngày trời phổ biến có nắng gián đoạn cùng với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Do đó nếu thích thì quý vị vẫn có thể lựa chọn các tỉnh Nam Bộ làm điểm đến cho chuyến du lịch của mình trong những ngày tới. Chỉ lưu ý quý vị vẫn nên hạn chế di chuyển dưới mưa vì sấm sét, gió giật vẫn có thể xảy ra trong cơn dông. Riêng tại Bến Tre trong những ngày tới, thời tiết khá tốt, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối với lượng nhỏ. Còn ban ngày trời phổ biến nắng ráo và tiết trời dịu mát, thuận lợi cho quý vị tham quan du lịch. Thưa quý vị, thuộc địa phận hai xã Mỹ Hòa và Tân Xuân, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, Sân Chim Vàm Hồ là vùng đất ngập mặn với hệ sinh thái đa dạng phong phú như dừa nước, đước mọc ở tầng cao và các loại cây như là lau sậy, cóc kèn sinh sống ở tầng thấp, đồng thời là nơi trú ẩn lý tưởng cho rất nhiều loài chim, cò vạc. Đến Vàm Hồ, du khách có dịp tìm về với thiên nhiên trong lành, đi dạo giữa rừng cây, ngả lưng trên chiếc võng đung đưa dưới tán lá rừng và hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, xứ sở Bến Tre còn nổi tiếng trong việc lưu giữ những dấu ấn hào hùng của phong trào Đồng Khởi. Có dịp ghé thăm làng du kích Đồng Khởi thuộc xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm Bến Tre khoảng 15 km. Du khách sẽ được hiểu hơn về tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của con người Bến Tre, những chiến tích của quân dân xưa cũng như chiêm ngưỡng những hiện vật còn sót lại của cuộc kháng chiến. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Sau đây là phần dự báo cho các thành phố du lịch trong 24 giờ tới.